Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Buôn Làng Giải Trí. Thưa quý vị, trong giới showbiz Việt, có nhiều gia đình nghệ sĩ khiến khán giả ngưỡng mộ không chỉ với tổ ấm hạnh phúc, sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, mà họ còn có cuộc hôn nhân viên mãn và đặc biệt là có rất đông con. Vậy cụ thể, gia đình nghệ sĩ nào đông con nhất showbiz Việt? Quý vị hãy cùng chúng tôi điểm qua nhé! Mặc dù kém ông xã 17 tuổi, nhưng sự chênh lệch đó không làm mất đi hạnh phúc của gia đình cặp đôi Minh Hà, Lý Hải. Bằng chứng là sau 11 năm bên nhau, cặp đôi lần lượt thông báo sự ra đời của 4 nhóc tỷ đáng yêu: Rio 10 tuổi, Cherry 8 tuổi, Sunny 6 tuổi và Mio 5 tuổi. Chính sự xuất hiện của 4 thành viên nhí đã giúp gia đình Lý Hải lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Bận rộn với công việc nhưng vợ chồng nam ca sĩ vẫn luôn dành thời gian chăm sóc con, đưa con đi du lịch. Các nhóc tỷ của Lý Hải, Minh Hà thường trở thành tâm điểm khi xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện giải trí. Mặc dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, tuy nhiên gia đình nam ca sĩ luôn hướng tới lối sống bình dân. Bà xã Minh Hà từng chia sẻ, mình rất hay mua đồ bình dân, tự thiết kế quần áo cho các con và săn hàng giảm giá mỗi dịp đi nước ngoài. Đặc biệt vợ chồng Lý Hải còn rèn cho các con tính tự lập từ nhỏ, cũng như biết tiết kiệm, quý trọng đồng tiền. Những hình ảnh của gia đình Lý Hải, Minh Hà luôn khiến công chúng ngưỡng mộ khi vừa hạnh phúc, giàu có, lại sung túc đường con cái. Không những thế, cách giáo dục con của cặp đôi này cũng được nhiều bà mẹ Việt chia sẻ học hỏi. Một gia đình đông con nữa chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, đó là cặp đôi ca sĩ Hoàng Bách, Thanh Thảo. Ca sĩ Hoàng Bách cùng người mẫu Thanh Thảo quen biết nhau từ năm 2003, hai người tiến đến hôn nhân sau 3 năm tìm hiểu. Sau 14 năm kết hôn, cặp đôi có tổ ấm hạnh phúc với 3 người con là Tê Giác 14 tuổi, Mèo Mèo 9 tuổi và Hippo 2 tuổi. Hoàng Bách và Thanh Thảo từng tiết lộ có con thứ 3 nằm ngoài dự kiến. Anh kể, mình biết tin vợ có bầu như sét đánh ngang tai, luôn căng thẳng và lo lắng. Sau đó nam ca sĩ quyết định triệt sản vì thương vợ, không muốn cô vất vả mang thai nữa. Hành động của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ, cảm động. Hoàng Bách cho biết, anh và bà xã cùng phân rõ vai trò trong việc dạy dỗ các con cũng như phân bổ giờ giấc sinh hoạt hàng ngày. Hai vợ chồng áp dụng phương pháp giáo dục thưởng phạt rất công tâm. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng rất chú trọng việc đào tạo kỹ năng mềm cho các bé. Gia đình thứ ba mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là gia đình của diễn viên MC Ốc Thanh Vân. Ngoài sự nghiệp nghệ thuật thành công thì cuộc sống hạnh phúc viên mãn của gia đình Ốc Thanh Vân cũng khiến cho chúng ta ngưỡng mộ. Sau 12 năm yêu nhau và chung sống, cặp đôi Ốc Thanh Vân và ông xã Minh Trí đã gây dựng cho mình một tổ ấm hạnh phúc. Nữ MC từng chia sẻ, một trong những yếu tố giúp mối quan hệ vợ chồng trở nên gắn bó chính là sự xuất hiện của ba nhóc tỷ đáng yêu. Các bé có tên ở nhà là Coca Cola và Cacao. Các thiên thần của Ốc Thanh Vân ghi điểm với vẻ ngoài đáng yêu cùng sự lanh lẹ, thư hưởng từ mẹ. Nói về việc chăm sóc con, Ốc Thanh Vân cho biết, cô sắp xếp thời gian một cách cụ thể để vừa đảm bảo công việc, vừa chăm lo cho các con. Đặc biệt, ông xã Minh Trí cũng hỗ trợ, phụ giúp cô rất nhiều trong việc dạy dỗ các con. Trong showbiz Việt, có rất nhiều những gia đình đông con, hạnh phúc viên mãn như ca sĩ Tuấn Hưng, có tổ ấm hạnh phúc bên bà xã Hương Baby và ba em bé Su Hào, Sâm và Son. Gia đình hạnh phúc của ca sĩ Trang Nhung với 4 người con hay tổ ấm của diva Mỹ Linh, Anh Quân. Dù đông con, nhưng nhiều gia đình trong giới showbiz Việt đã trở thành hình mẫu về cách dạy và chăm con. Nhìn vào họ, chắc chắn mỗi gia đình trẻ hiện nay có thể học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm, đúng không nào? Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.